Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn nha. Đây là bộ khách Amy đã sơn màu đỏ xong cho cô khách này nè các bạn, màu đỏ kim tuyến. Bây giờ Amy sẽ bắt đầu vẽ cho cô khách này hai ngón nha. Cái trước tiên là Amy sẽ cho một ít màu trắng ra cái dĩ nè, ra cái miếng đá mô bầu cái mì này, mày chấm đây một ít màu trắng nha. Cái màu trắng loại nào cũng được nha các bạn. Cái bước thứ hai là Amy sẽ bỏ cái blooming gel này lên. Cái này Amy đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần, bây giờ Amy chia sẻ lại để nhiều khi các bạn không coi clip cũ, các bạn nói Amy giấu không chia sẻ. Rồi cái bước thứ hai là Amy sẽ apply cái blooming gel này lên cái ngón danh cho cô khách này. Rồi. Rồi. Cái bước kế tiếp Amy sẽ dùng một cái cọ vẽ line, nó gọi là nail art nè các bạn. Amy ngâm trong acetone nha. Các bạn cứ vô những tiệm supply Việt Nam, các bạn mua giùm Amy chỉ 1 đồng một chai thôi. Đó. Nếu mà không có thì các bạn lấy những cái chai này nè, các bạn xài hết, các bạn xúc sạch để xài thôi. Nhiều cái bạn xin Amy cái website để mua Amy thật sự là không có. Cái này giống như mình tự chế thôi các bạn, thôi mình mua những cái chai không về đổ acetone vô xài. Rồi bây giờ Amy sẽ lấy cọ vẽ line chấm lấy một ít màu đen này vô cái đầu cọ nè. Rồi bây giờ Amy sẽ kéo nè. Bạn thấy mày để cho cái hoa nó nở ra nha. Đó là tự động cái hoa nó nở ra luôn. Đó các bạn thấy không? Gọi là magic flower luôn. Bây giờ nó nở ra cái mức vừa phải như vậy. Lại mình sẽ cho vô đèn hơ liền. Đó. Nở cái hoa sẽ nở ở cái mức mình muốn là mình sẽ cho hơ liền nha các bạn. Rồi bây giờ cái bước thứ hai. Bên cái ngón này cũng vậy, mình sẽ bỏ cái lên mình treo lên. Lên mình treo này mình làm rất là nhiều loại hoa, rất là nhiều mẫu luôn các bạn. Amy có hai loại, là một loại này để mình vẽ hoa cho nó bung nó nở, còn một loại để mình làm marble. Đã vậy mình phải về cái này quan chút. Rồi bây giờ Amy cũng lấy một ít nước sơn trên cái đầu cọ thôi nha các bạn, coi nào, một ít thôi, các bạn không có lấy một cục nha. Một ít trên cái đầu cọ các bạn kéo một lần nghe Amy vậy. Các bạn sẽ hạ cái bông này xuống. Rồi các bạn thấy Amy để nở từ từ ra nè. Đó, các bạn thấy không, tự động nở, mình không cần phải làm gì hết. Rồi bây giờ đã nở ra cái mức vừa phải, Amy cho hơi bên đây. Bây giờ các bạn thấy bên đây nó đã nở ra nè, nó tự động nở ra, các bạn thấy đẹp không? Bởi vậy mình mới gọi là magic flower là vậy đó các bạn. Mình chỉ cần bỏ cái trắng lên thôi là tự động nở ra. Bây giờ Amy sẽ cho một tí màu vàng vô giữa cái nhĩ nha. Mình sẽ chấm dài một chấm màu vàng vô nè. Cái loại bông này rất là dễ vẽ luôn. Vàng để Amy chấm có bự có nhỏ có nha. Sau khi Amy chấm vàng vô rồi Amy sẽ xen vài cái chấm trắng vô những cái phần còn lại của cái hoa nè. Đó, rồi mình chấm trắng vô đây nè. Rồi vậy là mình đã xong cái hoa rồi đó các bạn, rất là đơn giản luôn. Elegant looking ha. Rồi cho hơn qua bên đây cũng vậy, mình sẽ chấm vàng ở cái nhĩ này. Chấm vàng thì các bạn chấm bự chấm nhỏ cho nó đẹp ha, đừng có đều quá, bự quá hoặc nhỏ quá. Rồi những cái phần còn trống này Amy sẽ dùng cái màu trắng keo hồi nãy nè, Amy cũng chấm luôn, chấm hết cái dòng màu trắng bên đây, dòng màu đỏ bên đây, những cái chấm trắng. Rồi là Amy đã xong đó các bạn, thấy cái mẫu này nó rất là đơn giản luôn, bạn nào vẽ cũng được, chỉ cần mình có cái bloom mình treo thôi. Rồi bây giờ Amy sẽ cho hơi phần bên đây. Bạn thấy Amy đã xong một ngón vẽ nè, cực kỳ là đơn giản luôn. Mình vẽ 10 ngón cũng rất là nhanh các bạn. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng á là Amy sẽ apply cái thớp khấu lên. Amy sẽ bỏ cái thớp khấu lên, Amy cho cô khách này hơi 60 giây trong cái đèn UV light này.
là mì đã hoàn thành xong hai cái ngón giả, hai cái hoa màu trắng nha các bạn. Sẵn tiện đây có nhiều bạn cũng hỏi em mì cái đèn này mua ở đâu, cái đèn này xài bằng gì. Cái đèn này là mình sạc pin nha các bạn, sạc như sạc điện thoại vậy, hết pin mình ghim vô sạc. Cái đèn này em mì mua ở neochop.com, website đó của người Việt. Camera quay vô cái đèn, cái hiệu giùm em, cái hiệu đây nè các bạn. Mà nhiều bạn hỏi em mì lắm rồi, nhưng mà cái đèn này em mì lên mạng em mì nó đã show out rồi các bạn, cứ check website coi chừng nào nó có lại giùm em mì nha. Rồi là hôm nay em mì đã hoàn thành xong cái hai ngón vẽ của cô khách này rồi. Bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em mì thân ái chào các bạn.